O Sơn Ngọc Mai tự nhận xài hao quốc nghiệp, tố chồng có ý đồ nên mới cưới mình. Dạ mình nói với lại mấy người bạn to và ở cục 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 ghê quá. Mà lúc đó bắt thì còn phình ra nữa kìa. Giờ chị xài hao rồi, chị công nhận điều đó. Lúc đó là chưa yêu đúng không? Chưa. Ý đồ của ảnh đó là thứ nhất là học hát và thứ hai nữa là để mình hát cho ổng diễn. Trời ơi em thấy lập mưu ghê chưa? Nếu là học hát rồi miễn phí nè. Cái âm mưu. Thứ hai là nhiều khi mình có những cái gì khác miễn phí nữa. Trời ơi. Quá lãng mạn chứ mình đẻ thêm đứa nữa đi em. Những ngày qua, O Sơn Ngọc Mai nhận được sự quan tâm đặc biệt của truyền thông và khán giả khi giành ngôi quán quân của ca sĩ mặt nạ. Thành công của Ngọc Mai có đóng góp con nhỏ của ông xã Quốc Nghiệp. Chuyện tình đẹp và cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, êm ấm của cả hai là hình mẫu mà nhiều ngôi sao trong showbiz Việt hướng tới. Dạ anh Ngọc hoàn toàn không mê cơ bắp. Ủa sao vậy? Trong khi dịch ảnh cũng không phải tại vì khoảng không đâu, mình có mà mình không trân trọng đúng không? Không phải đó, khoảng 2011 thì thời đó mấy sau người anh to lắm. Dạ. Thời đó là 2013 anh đi Mỹ, thời kia tao uống protein anh tầm xong rồi diễn chung với tụi siết nước ngoài ấy, thì tụi nó to mà. Dạ. Thế mình cũng phải đua theo tụi nó để không có cho người ta thấy là châu Á mình nhỏ. Ừ. Thì to quá xong rồi tới khoảng năm 2014 2015 ha là bắt đầu để ý nhau. 15 mà, 14 là chưa có liên quan gì hết á. Đi diễn á, xong rồi cái dạ anh nhìn mình nói với lại mấy người bạn to và ở cục 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 ghê quá. Mà lúc đó bắt thì còn phình ra nữa kìa. Giờ chị xài hao rồi, chị công nhận điều đó. Thôi xài riết rồi xiết 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 rồi nó khô lại từ từ sụp mấy ký. Vậy mà đẹp hơn ngày xưa. Thực ra thì chị chẳng ấn tượng gì, lần gặp đầu tiên chẳng ấn tượng gì hết á. Tự nhiên cái thì đến tiết mục ai thì người nó diễn thôi. Thì ở chị nhớ là Lyon Pháp á, thì mọi người nói hai thằng này á, nó đi đâu nó cũng được giải ghê lắm này kia. Khi đầu á chị tưởng là hai người này là đồng tính, hai gương mặt mà nhìn ở ngoài đời hoàn toàn khác nhau. Trên sân khấu thì thấy em thấy khác không? Không biết mọi người á, ai cũng nói là sinh đôi. Chị nói ủa đâu liên quan, tại vì ở trên sân khấu á anh với lại anh Cơ là mặc quần giống nhau, tóc cũng vuốt lên giống nhau. Xong rồi diễn trên dưới rồi cũng to to ngang nhau, cũng cao bằng nhau nên ai cũng tưởng sinh đôi. Mà em biết sao hai anh em gì mà kỳ lắm, đi đâu cũng rù rì. Xong rồi nói mà thân mà giống như là không thể nào mà nghĩ là anh em được. Mà đây không phải sinh đôi, cách nhau 5 tuổi. À, không em có thể đôi là hai ông sinh đôi khác chứng. Nghĩa là em rất già đúng không? Đó, nhưng mà cách nhau 5 tuổi. Chị xài anh hơi heo thì... Ngọc Mai kể cô trung động trước Quốc Nghiệp vì anh có trái tim nhân hậu ấm áp. Vì thế dù gia đình có phần hoang mang khi biết cô quen anh, nhưng Ngọc Mai vẫn lựa chọn ở bên chàng hoàng tử siết. Em thì phải biết là chị là ca sĩ luôn ạ. Chẳng những là ca sĩ mà là giáo viên của anh học cao lắm, cho nên là khi mà anh chỉ cần cất tiếng hát một cái là bị chửi và bị quýnh mà không còn gì á. Quá cái gì mà quá đáng vậy ba? Em chưa xem một cái đoạn thu âm của anh là lúc mà vợ anh mà hai người thu âm với nhau là cầm cái đâu xong cái áo anh á, cái gì kia vậy. Thực ra thì anh Nghiệp kết duyên với chị là tại vì anh nó mê hát và dụng ý đầu tiên á là giả bộ cua cái cô này để cô dạy hát miễn phí. Đúng không? Kim đen luôn. Không đen là mẹ gái chứ nè. Chị thì không có cái gì mà bề ngoài phải như các cô khác ở trong đoàn là quá trời cô mà rất là đẹp sexy này kia đúng không? Đó, chị là vừa già hơn vừa đủ thứ hết. Anh nhưng thích mà... cái già già đó đó. ngoài nghiệp siết ngoài thích là ca hát chắc anh còn thích lái máy bay cho nên. Nên là anh Nghiệp anh mê hát các em. Với thật sự ra là anh không phải là mê học hát mà là bởi vì anh xem Cirque du Soleil á, Siết Mặt Trời á rất là nhiều. Thì có một cái bạn cũng diễn gần như tiết mục của anh nhưng mà diễn một người thôi, thì có một ca sĩ hát hát đằng sau nữa, thì anh nghe cái lúc đó nó quá hay đi, mà người ta diễn hát opera rồi cái người diễn siết thì diễn chung. Thì trong một cái lần mà anh với anh Cơ đang chuẩn bị tập khởi động ở trong á thì anh nghe một cái giọng opera rất hay cái bài. Anh ra anh xem nữa là ai thì anh nhìn thấy vợ anh. Lúc đó là chưa yêu đúng không? Chưa. Ý đồ của ảnh đó là thứ nhất là học hát và thứ hai nữa là để mình hát cho ổng diễn. Trời ơi em thấy lập mưu ghê chưa? Nếu là học hát rồi miễn phí nè. Cái âm mưu. Thứ hai là
khi mình có những cái gì khác miễn phí nữa. Tụ hẹn nhau này kia sẽ miễn phí hơn là phải này kia đó. Phải đảm bảo. Khi xác định đến với nhau, Quốc Nghiệp dẫn Ngọc Mai về nói chuyện với cha mẹ của anh năm 2015 sau một thời gian hẹn hò, cặp đôi đăng ký kết hôn. Đến nay, trải qua 7 năm chung sống bên nhau, tình cảm của cả hai vẫn nồng nàn như thuở mới quen. Họ có với nhau hai em bé đáng yêu, đủ nếp đủ tẻ. Hát ở chỗ này là mấy con quýt. Con này là con Thiên Nga mà nói con quýt. Con Thiên Nga hả? Trời ơi. Quá lãng mạn, chắc anh... mình đẻ thêm đứa nữa đi em. Thôi ba. Sau khi sinh con, Ngọc Mai quyết định lui về làm hậu phương, chăm sóc gia đình để chồng yên tâm phát triển sự nghiệp. Biết được sự hy sinh của vợ, nên khi cô tham gia Ca Sĩ Mặt Nạ, Quốc Nghiệp luôn động viên, ủng hộ cô hết lòng. Anh xem đây là thời điểm phù hợp để Ngọc Mai được bước ra ánh sáng. Hoàng Tử Xếp cũng tiết lộ bí quyết giúp cuộc sống hôn nhân của anh luôn hạnh phúc. Đó là, chúng tôi luôn đồng hành cùng nhau, đi cùng nhau ở bất kỳ nơi đâu. Bây giờ và sau này, tôi sẽ luôn đồng hành cùng Ngọc Mai. Từ đó, mối quan hệ của chúng tôi sẽ khăng khít hơn. Bởi vì là sắp tới thì Ngọc Mai và Quốc Nghiệp sẽ tổ chức đám cưới. Mà đây giống như là một cái quà tặng sớm của chương trình dành cho hai vợ chồng. Cũng có đôi Thiên Nga đúng không? Nhiều khi sợ em cưới không được luôn á. Tại vì vô phòng khách sạn đẹp quá, nhiều khi em có bầu trước thì sao? Rồi khỏi cưới rồi đợi khi nào hai đứa, ba đứa gì đó. Không có, lần này là em quyết quán triệt vấn đề là không có cái gì hết á. Là không đẻ, mà cưới trước đúng không? Em quán triệt rồi. Đó, và rất là kỹ lưỡng luôn. Anh ơi, cái này là chăm chút, anh đừng có làm cho nó sập sệ đi. Vậy đâu sập sệ đâu. Anh ơi. Anh. Nãy giờ cho Phình cho em ngắm, cái cho em ngắm cái anh đừng. Em ngắm con em đi. Anh đừng có lấy cái con nó ra. Đó, bao kỳ ghê trời ơi. Anh tặng em nguyên con là em không muốn gì. Thiệt tình á. Tại sao để con Thiên Nga nó bị nằm chết như vậy? Tại sao không? Thì bây giờ mình phải đi tắm. Tại sao kỳ quá giờ tôi nhớ con Thiên Nga của người ta kỳ quá mà. Đi tắm đi. Bây giờ em muốn đi tắm chứ hay đi ăn chứ? Anh đi mà tắm, để nguyên con Thiên Nga đó cho em. Để nguyên sao? Em không biết, anh phải tự làm cho nó đứng mà. Hôn con Thiên Nga như vậy. Bệnh. Ba chơi pháo quá. Chơi muốn sao? Ba nằm đó với hai con Thiên Nga, tối nay em khỏi ngủ ở đây với ba luôn. Vậy tối nay em ngủ đây phải không? Nếu như em thích anh sẽ cho em ngủ ở ngoài đây. Anh ngủ một mình. Bây giờ em thích cái đó đúng không? Em nói anh đẹp đẹp đúng không? Rồi bây giờ em nằm xuống đây. Thôi. Em không có muốn giống con Thiên Nga. Nào. Em không có muốn giống con Thiên Nga. Nè. Đây nha, mọi người thấy nha. Vợ Nghiệp đè hết mấy con Thiên Nga nha. Không phải Nghiệp á. Anh chơi gì mà cười quá. Ủa? Tội nghiệp đâu đi. Tội nghiệp gì? Sợ luôn á, thì có thấy không? Thiên Nga nha. Thiên Nga gì? Ôi. Mấy cục này là để tung hứng với Thiên Nga gì đây. Này kỳ thiệt. Thiên Nga gì? Em lại luôn. Hiện tại, khi cả hai vợ chồng đều gặt hái được những thành công trong sự nghiệp, cũng như có cuộc sống gia đình viên mãn, Quốc Nghiệp và Ngọc Mai đã nghĩ tới một đám cưới lãng mạn, bởi tuy đã kết hôn nhiều năm nhưng họ vẫn chưa chính thức tổ chức hôn lễ. Đối với Hoàng Tử Xiết, đây là điều khiến anh cảm thấy còn nợ bà xã của mình. Do vậy, Quốc Nghiệp hy vọng vợ chồng anh có thể tổ chức một lễ cưới trong năm 2023 để hạnh phúc gia đình được trọn vẹn hơn. Bạn cảm nhận thế nào về cặp đôi này? Hãy chia sẻ ở phần bình luận nhé! Đừng quên ấn đăng ký kênh Xin Chào TV để xem các chương trình giải trí hấp dẫn mỗi ngày.